Messi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Rạng sáng ngày 19 tháng 12, tuyển Argentina đã đánh bại Pháp 4-2 trên chấm phạt 11m sau khi hai đội hòa nhau 3-3 sau 120 phút thi đấu để đăng quang chức vô địch World Cup 2022. Lionel Messi, cầu thủ của Argentina được trao danh hiệu quả bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi cầu thủ Kylian Mbappe của Pháp đã giành danh hiệu chiếc giày vàng với 8 bàn thắng. Ngoài quả bóng vàng World Cup, FIFA cũng tiến hành trao 3 danh hiệu cá nhân khác. Đội bóng Argentina cũng là đội thống trị các hạng mục này khi thủ thành Emiliano Martinez giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, còn tiền vệ Enzo Fernandez giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất.